cộng sản thì về kiến thức mình đủ khả năng để viết ít nhất là một cuốn sách về kinh doanh bất động sản. Nhưng mà có lẽ là không biết rằng là các bạn có thấy cảm thấy cần thiết hay không, bởi vì tôi thấy có những buổi giảng dạy về bất động sản mà tôi thấy các bạn ấy đang quảng cáo ở trên mạng Facebook đó. Tôi thấy các bạn ấy có hàng ngàn người đi học kinh doanh bất động sản với số tiền vài triệu đồng đến chục triệu đồng một khóa học như thế, thì tôi cũng thấy là rất bất ngờ. Và tôi hy vọng là qua trải nghiệm như thế thì các bạn học được rất nhiều. Còn việc ra sách của mình thì tôi chưa biết nó có cần thiết hay không, cho nên phải suy nghĩ thêm. Có những cái câu chuyện hay nhỏ, những cái kỷ niệm ở trong cái cuốn sách này, anh có thể nói thêm với mọi người và bí một chút chút để mọi người biết thêm ạ? Tức là nội dung của câu chuyện này đó. Trong cái cuốn sách này thì tất cả mọi tên mọi người tôi đã đổi hết tên hết rồi, chỉ có một người mà tôi không đổi được tên, mà tôi đổi mãi nó chẳng ra đâu cả, thì là một người bạn. Thì trong cuộc đời của chúng ta ấy, thì những người bạn tuổi ấu thơ của mình thì sẽ có mỗi người là một nghề khác nhau và một công việc khác nhau, chứ không phải tất cả chúng ta đều là những người ngồi đây ngày hôm nay, mà có cả những người có một cuộc sống khác nữa. Thì trong câu chuyện của mình tôi giữ lại đúng một tên nhân vật là để là tên thật thôi, đấy là bạn Hoàng Oanh. Tên thật của bạn ý là Kim Oanh, thì tôi giữ nguyên lại, tôi đầu chỉ đổi thành Hoàng Oanh thôi, thì đấy là một nhân vật có thật. Và bây giờ thì bạn ấy vẫn đang sống rất khỏe ở cái vùng quê của mình, và với một cái quán cháo lòng rất là nổi tiếng. Tôi có biết thẳng là trong chuyện là bạn ấy đã là chủ một quán cháo lòng cực kỳ nổi tiếng và rất đông khách rồi, thì đấy là một nhân vật có thật duy nhất mà tôi để lại. Vậy thì anh là nhân vật nào trong các nhân vật nam ở trong đó ạ? Lúc đầu thì tôi biết về nhiều nhân vật như thế này nó hơi khó khăn, tại vì nó không tập trung vào một nhân vật. Nhưng mà tôi hiểu là mình không bao giờ biết về mình. Để biết về mình thì mọi người thấy nó kỳ cục lắm. Cho nên bao giờ tôi cũng chia cái nhân vật của mình ra, và các nhân vật, mỗi người trong những nhân vật này thì đều có một chút là có cá tính của mình. Và trong những câu chuyện, tất cả các nhân vật mình biết thì mình đều dựa vào một người bạn, chứ mình không biết là chính mình. Ví dụ các nhân vật, đa nhân vật chính là Thái, Dũng hay là Hoàng chẳng hạn, thì đều là ba cái lúc mình nghĩ đến một người bạn trai khác của mình, người ấu thơ, thì mình cũng bắt đầu nghĩ về người đó và mình biết về câu chuyện về bạn đó. Thì trong đó thì mình có lần một vài câu chuyện mà đã xảy ra với mình và cho các bạn đó. Thế thì hoàn toàn đây là câu chuyện không có gì viết về cá nhân của mình cả, và viết hoàn toàn về những người khác, nhưng trong đó có bóng dáng của mình một chút. Cho cô Huyền hỏi đại Đăng Khoa đúng không ạ? Đăng Khoa đúng không ạ? Đăng Khoa đang ngồi đâu ạ? Rồi, Khoa ngồi kia. Khoa có chia sẻ ở trong cuốn sách này, chắc mời Khoa lên đây ạ? Mời Khoa lên đây. Khoa là người đã đọc và Khoa với anh Dương thì mình cũng thấy tương tác trên Facebook của anh em quá là thân rồi, quá là hiểu nhau rồi. Anh Dương hồi nãy nói là ở ngoài nói thì sao thì trong sách y vậy. Và Khoa đã đọc, đã chia sẻ trong cái cuốn sách này, thì đây Khoa cũng có thể nói một chút về cuốn sách của như anh Dương là gì. Thì sự cũng không biết nói gì hơn, tại vì anh Dương thì cũng quá thân rồi, cũng xuống nhà ở đây chơi ở gần đây và vừa xuống nhà vườn nữa. Thì nhiều khi á, nhưng mà trong cuốn sách thì nhiều khi mình lại hơi lẫn lộn là không biết là anh Dương là cái anh nào. Tại vì cái tính cách thì mình đã hiểu quá rõ rồi. Và mặc dù là mình là người cái thường miền Tây, anh Dương lại cái vùng này là vùng ngoài Hà Nội, thì nó sẽ khác biệt với những cái văn hóa, cái tuổi thơ, những cái thú chơi, những cái trò chơi tuổi thơ. Nhưng mà và cái thế hệ thì mình là giữa 8X, anh Dương là 7X, thì nó không có chênh lệch nhiều, nhưng mà do vùng miền ngoài Bắc và Trung Nam nên có một số cái sự khác biệt, nhưng mà nên cũng thật sự không rõ anh Dương là cái nhân vật nào. Nhưng mà nhiều khi như thế lại hay, thì anh Dương trong sách mà hóa thành những cái nhân vật như thế, và anh Dương ở ngoài đời thì mỗi cái nhân vật thì mình lại có thấy một cái nét tận gì đó. Thì nói chung là một cái thời gian để mình đọc, thì lúc đó thì đang ở trên Đà Lạt,
để thời gian công việc trong khoảng một tuần thôi, nhưng mà cũng đọc xong và lại thấy rất là hay thì cũng nên cũng bây giờ giờ này cuối năm cũng hơi nhiều việc với nên cũng không mới nhớ rõ cái chuyện. Nhưng mà có bất ngờ bất ngờ khi mà nhận cuốn sách của anh Dương và lại là một cái cuốn về văn học không ạ? Cũng khá là bất ngờ, tại vì luôn nghĩ là anh Dương chắc sẽ ra một cái cuốn sách, thì Dương cũng luôn hỏi là khi nào em ra sách đây, sách về du lịch thì chắc anh ra trước nha. Thì mình lại nghĩ đó là một cái cuốn sách về du lịch, nhưng mà không ngờ đó là một cái cuốn tiểu thuyết, nên cũng khá là bất ngờ. Hôm nào thì chắc có dịp đi về nhà anh Dương đọc là thứ hai và nằm ở một cái khu vườn như thế rất là xinh đẹp như thế để đọc lần nữa thì sẽ có những cái cảm xúc. Vậy khi nào thì ba ra sách ạ? Chắc tháng hy vọng là tháng 3 năm sau. Cảm ơn Khoa và chắc chắn là với Khoa khi trở thành một tác giả thì cũng sẽ là một tác giả mang tới một cái cuốn sách rất hấp dẫn và có thể là nhiều cuốn sách trải nghiệm của Khoa. Chắc là Khoa thì sẽ phải ra nhiều tập, chứ một tập là xong hết được cả thế giới này. Nhớ mời cô mình là MC nha.